Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Thanh truyền hình Cà Mau hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024. Bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, so với mục tiêu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao khả năng hết năm 2025, chương trình nông thôn mới sẽ đạt được các mục tiêu về cấp xã, huyện, nhưng có khả năng không đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, có thêm từ 12 đến 14 địa phương cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đến hết tháng 9 năm nay, cả nước có 77,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 34,6% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 7,6% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 296 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, kết quả rà soát đến tháng 8 năm 2024 cho thấy chỉ có duy nhất tỉnh Quảng Ninh trên tổng số 14 tỉnh thành phố hoàn thành các nội dung yêu cầu theo quy định tại quyết định số 321, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị xét công nhận. 13 trên 14 tỉnh thành phố còn lại đang vướng mắc về chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý, chỉ số CPAS và một số nội dung khác. Các địa phương trong tỉnh Cà Mau đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Để xây dựng nông thôn mới thực chất, thiết thực và hiệu quả, 9 tháng năm 2024, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt hơn 734 tỷ đồng. Năm 2024, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời củng cố nâng chất các tiêu chí trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định của Bộ Tiêu chí mới. Đến thời điểm này, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khả quan. Có thể nói đến cuối tháng 9 năm 2024 này đã đạt thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Còn về nông thôn mới nâng cao, nhưng đến giờ này thì cơ bản các xã đều đạt từ 14 đến 15 tiêu chí. Do đó thì cố gắng phấn đấu đến cuối năm thì cũng phải đạt một số xã. Còn về xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Lý Văn Lâm của thành phố Cà Mau, thì theo báo cáo đến giờ này thì đạt được 17 trên 19 tiêu chí và sẽ cố gắng đây đến cuối năm thì sẽ là hoàn thành các tiêu chí còn lại. Còn huyện về nông thôn mới thì đến giờ này cái huyện Tứ Bình đạt được 5 trên 9 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí thì huyện Tứ Bình đã và đang quyết tâm triển khai thực hiện sao cho đây đến cuối năm đạt được. Hiện nay huyện Tứ Bình đang nỗ lực thực hiện 4 tiêu chí còn lại của huyện nông thôn mới gồm giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Địa phương quyết tâm phấn đấu sớm về đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các ngành cũng như các địa phương để có nhiều giải pháp để thực hiện các cái tiêu chí còn lại. Trong đó thì huyện cũng đã phấn đấu thì năm 2024 sẽ phấn đấu hai xã nông thôn mới nâng cao, đó là xã Chí Phải và xã Chí Lực. Hiện tại thì các cái tiêu chí cơ bản hoàn thiện cũng khoảng 95%. Nằm trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau chọn thực hiện tiêu chí kiểu mẫu về sản xuất và cảnh quan môi trường. Hiện nay trên địa bàn xã có hai mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, đó là lúa Việt Gáp và dưa hấu Việt Gáp, đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc. 16% sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử và xã có một mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm. Xã thì tập trung xây sản xuất và mở rộng cái vùng nguyên liệu. Diện tích hợp tác xã thì nói chung là cũng không rộng như mấy. Thì nó khoảng 172 hecta, nhưng mà trong đó thì hợp xã thì có 28 hecta. Nhưng mà liên kết với họ thì được là 80 hecta, 90 hecta Việt Gáp, 50 hecta hữu cơ. Đó. Thì bị hợp xã nó có cái hướng là liên kết với mấy hợp xã của trong tỉnh mình, như trong Thái Bình và hợp xã Dâu Dàm Lan nè, thì để mở rộng thêm cái vùng nguyên liệu để đáp ứng cho cái mở rộng thị trường của công ty được tới. Những tháng còn lại của năm 2024, trên cơ sở những nhiệm vụ đã đề ra cùng với những giải pháp thực tế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, các địa phương trong tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch.
Sáng nay, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Surimachi Việt Nam tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm nhật ký sản phẩm FaceFarm và phần mềm kế toán hợp tác xã WACA cho các hợp tác xã nông nghiệp điểm về chuyển đổi số, triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng giảm phát thải trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có 44 đại biểu là đại diện 11 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp điểm về chuyển đổi số, triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng giảm phát thải trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu được các chuyên viên kỹ thuật hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và phần mềm kế toán hợp tác xã WACA. Cụ thể, đại diện các hợp tác xã sẽ được cấp tài khoản theo dự án và xây dựng tài khoản phần mềm FaceFarm và phần mềm WACA cho hợp tác xã, đồng thời thực hành các thao tác cơ bản trên 2 phần mềm, như thực hành thiết lập danh mục đầu vào, thiết lập bản đồ các khu vực sản xuất, xây dựng kế hoạch mùa vụ được tỉnh chỉ đạo, sử dụng app FaceFarm tạo và ghi chép nhật ký, thống kê chi phí mùa vụ đã ghi chép, thực hành khai báo dữ liệu đầu kỳ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm, phân phối lợi nhuận cho thành viên hợp tác xã, kê khai thuế điện tử trên WACA. Theo phần mềm số hóa, xã Khánh Hội, huyện U Minh có 585 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên là 157 chiếc, đến nay đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100%. Thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về các quy định mới, đồng thời cho ký cam kết không vi phạm với các đối tượng có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá, ngư dân có ý định đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Tại các cảng cá trên địa bàn xã Khánh Hội đã thực hiện cam kết về thống kê sản lượng khai thác thủy sản của tất cả nậu dựa để báo cáo sản lượng, thành phần loài thủy sản khai thác được. Theo phần mềm số hóa, xã Khánh Hội hiện có 205 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác, hết hạn đồng loạt của tỉnh, đã số hóa theo quy định. Với tàu cá mất kết nối trong bờ trên 10 ngày, có 10 trên 12 phương tiện, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội đã liên hệ làm việc và thực hiện kết nối lại. Chỉ còn 2 phương tiện đang trong quá trình tìm và chỉ theo dõi bằng VMS. Chúng ta cũng đã có cái nội dung rất là ý nghĩa, đó là hỗ trợ cái cước phí cho bà con ngư dân mà có đủ điều kiện để hỗ trợ. Đây là một cái sự hỗ trợ rất là thiết thực. Đây là nhằm để cho bà con có cái yên tâm, rồi cũng như là không vì cái ảnh hưởng cái nhiều cái chi phí khác mà đánh bắt cái chuyến biển của bà con là nó lợi nhuận không cao. Qua đó những cái việc làm thiết thực của các cấp như thế thì ở cơ sở, ở xã thì cũng khuyên bà con ngư dân phải yên tâm bám biển nhưng mà thực hiện đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn về thủy sản, tuyệt đối không vi phạm vùng nước ngoài và thực hiện đảm bảo theo cái khuyến cáo của EC cũng như ngành chức năng là chúng ta không vi phạm, mà vi phạm là phải xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đồn biên phòng Khánh Hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát. Tăng cường lực lượng cho 2 tổ chốt kiểm soát lưu động tại các cửa biển không có trạm kiểm soát biên phòng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tàu cá không đảm bảo thủ tục, trang thiết bị và nhóm tàu cá 30 ra biển hoạt động. Đơn vị cũng đã phối hợp với xã Khánh Hội tổ chức họp dân và cử cán bộ đi đến từng cái hộ gia đình mà có phương tiện đánh bắt trên biển để tuyên truyền các cái quy định về là chống khai thác IUU và vận động bà con là chấp hành nghiêm các cái quy định. Đồng thời cũng lắng nghe cái ý kiến, kiến nghị của bà con đối với là chính quyền cũng như là cấp tỉnh để báo cáo cấp trên có cái hướng giải quyết khi bà con gặp khó khăn. Đồn biên phòng Khánh Hội tiếp tục phát huy có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá của tỉnh thông qua hệ thống giám sát VMS và 3 phần mềm quản lý kiểm soát tàu cá, kiểm soát liên thông tàu cá và số hóa dữ liệu IUU. Hàng ngày cập nhật số liệu đầy đủ lên các phần mềm theo đúng quy định để nắm theo dõi. Thường xuyên nhắc nhở cảnh báo các phương tiện về các hành vi tháo gửi thiết bị VMS, tăng cường các biện pháp theo dõi, quản lý, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
cái nào cũng mấy anh biên phòng cũng có nhắc á, với giấy tờ đồ đó mình nghiêm chỉnh đi làm khu vực nào cũng có cho nó ổn định. Đây ghe nhỏ làm dùng trong cạn không à, dùng lẻ tư trở lại chứ không có đi khơi. Đây của cho ông Phú Quốc rồi nhộng, bởi vậy mới ra làm động rồi nghỉ rồi, có gió hơi cho nghỉ. Tuyên truyền cho người dân về những cái chỉ thị mới nhất như chỉ thị số 17 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và nghị quyết số 04 của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao. Và trong quá trình kiểm tra kiểm soát thì thực hiện theo cái quy định, thực hiện theo 7 kiểm một chứng là kiểm tra người và phương tiện, kiểm tra giấy tờ hồ sơ người phương tiện, các trang thiết bị an toàn, giám sát hành trình. Qua rà soát trên địa bàn xã Khánh Hội có 14 phương tiện thuộc diện tàu cá 30, Ủy ban nhân dân xã Khánh Hội đã tiến hành làm việc và cho cam kết không tham gia khai thác khi không đủ điều kiện, đồng thời cập nhật lên phần mềm số hóa. Đối với đồn biên phòng Khánh Hội, tiếp tục quản lý, kiểm soát 100% tàu cá ngoài tỉnh hoạt động trên khu vực biên giới của tỉnh. Thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin với Ủy ban nhân dân xã Khánh Hội để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU. Chiều qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 590 ngày 4 tháng 10 năm 2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội. Qua 15 năm thực hiện chỉ thị số 590, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với tình hình cơ quan, các đơn vị. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, dân chủ ngày càng được mở rộng, kỷ luật kỷ cương được giữ vững, chế độ nền nếp, chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng được duy trì chặt chẽ, chất lượng, quyền lợi của cán bộ chiến sĩ luôn được đảm bảo. Dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện chỉ thị số 590. Hôm qua, huyện Đầm Dơi tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm cuộc đấu tranh trực diện chi khu Đầm Dơi 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2024. Cách đây 63 năm, cuộc đấu tranh trực diện đã kéo dài 3 ngày từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 1961, có trên 5.000 lực lượng phụ nữ Đầm Dơi tham gia đối diện với tên Quận Thắng và đồng bọn khét tiếng gian ác do chị Tô Thị Tẻ, chỉ huy dẫn đầu đại đội xung kích. Cuộc đấu tranh diễn ra vô cùng gay gắt, ác liệt. Tuy kẻ thù đàn áp tổn thất khá lớn, nhưng lực lượng đấu tranh đứng vững và tấn công kẻ thù giành được nhiều thắng lợi lớn. Cuộc đấu tranh là sự biểu dương lực lượng sức mạnh quần chúng, lực lượng phụ nữ, đội quân tóc dài và sự lãnh đạo của huyện ủy Đầm Dơi, tạo nên sức mạnh phi thường, sức mạnh vô địch. Hôm qua, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà tài trợ khởi công xây dựng cây cầu nông thôn tại ấp Trồng Bang, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước. Cầu nông thôn có thiết kế ngang 2m, dài 34m, bắc qua tuyến kênh cây me, nối liền hai ấp Trọng Bang và Giá Ngự, tổng trị giá gần 140 triệu đồng, do Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Hưng thông qua Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Cà Mau vận động chùa Pháp Bảo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tài trợ. Ngoài ra, nhà tài trợ còn đầu tư đường dẫn lên cầu, tổng chiều dài 50m, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại, giao lưu hàng hóa dễ dàng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Mới đây, góp ý vào dự thảo luật việc làm sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên 75%, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải hiện nay đa số các doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Trong khi đó, mức lương tối thiểu vùng hiện nay còn thấp. Do đó, mức hỗ trợ thất nghiệp cần tăng lên 75% là phù hợp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lao động có cuộc sống tối thiểu khi mất việc làm, thất nghiệp. Trong khi đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện bằng 60% mức bình quân tiền lương đã đóng là mức thu nhập tối thiểu để giảm bớt khó khăn cho người bị mất việc làm, nên hiện chưa xem xét tăng mức hưởng.
Do thời gian dài thiếu vaccine nên từ năm 2021 đến nay, nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi rubella, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine lần này, tỉnh Cà Mau tập trung triển khai tại huyện Cái Nước, thành phố Cà Mau, huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời. Đây là các địa phương được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh sởi rubella. Được phân bổ hơn 9.000 liều vaccine sởi rubella, ngành y tế đã rà soát và ưu tiên triển khai tiêm bổ sung cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ, đồng thời triển khai tiêm cho nhân viên y tế có nguy cơ cao tại các cơ sở y tế. Sau gần 2 tuần triển khai tiêm bổ sung, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 6.900 trên 9.040 liều vaccine. Hiện ngành y tế tiếp tục rà soát và tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm, với mục tiêu 95% trẻ từ 1 đến 10 tuổi và nhân viên y tế có nguy cơ cao được tiêm bổ sung nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh lâu dài. Bản tin thời sự buổi trưa của Đài Thanh truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.